Xin quay lại một trận đấu. Đợi một nửa hiệp đấu trôi qua. Bây giờ tỷ số còn đang là 1-0. Tại đợi lớn chưa vô là máy đâu. Đá ở sân mày có cái bãi cỏ làm cản trở tung bắn rất là khó chịu. Nếu được lựa chọn nó còn thích sân hai bà trưng hơn. Đoạn giữa thì ngon nhưng mà sao đoạn cuối lại không cắt, thế mới lạ. Hay lắm. Lên 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 lên. Chuông. Không được. Ủa mà cổ động viên của Đức Phương bao ba sẽ im mắng vậy vậy? Rất là sung, rất là sung. Bắn nhân vào. Ồ, hay lắm. Lên về hà mà chưa còn trông chợ nữa đi. Đi. Sau khi ghi được một bàn thì đối phương gia tăng sức ép về phía ông ba, khiến các cầu hậu vệ phải chống đỡ rất là khó khăn. Ôi nguy hiểm, sự can thiệp kịp thời của anh luôn. Thầm lỗi, không biết anh họ tá thật hay tá giả vờ nhưng cú tá rất là điệu nghệ. Ha ha, sẽ xuất phạt. Bóng được đưa lên cho Duy nhưng không được. Nỗ lực của anh Duy. Ba cầu thủ vây ra. Ha. Lên đi. Hay lắm Nhân. Mở cho Tuyết chạy xuống. Tuyết. Vẫn còn Duy. Duy có vẻ lóng ngóng nha. Tốt, xuất luôn. Không được. Chúng ta đã mất cơ hội rồi. Ok á, kìa. Phá đi. Bóng được phá ra ngoài. Cứ giữ vững được nhịp độ trận đấu và tỷ số này chúng ta sẽ thắng. Có sự đổi người đầu tiên. Thay rồi. Số 91 rất là bự nhưng người nhỏ. Anh Nguyễn Đức Hòa đã ra sân nhường chỗ cho anh Thuấn số 15 vào. Nhân mệt đi. Như vậy thì hiệp 2 chắc chắn sẽ có sự đổi người. Cái này đỡ được bao nhiêu người, bao nhiêu được à? Không. Thay xong được vô nữa không? Thay đỡ được bao nhiêu người? Thay xong được vô nữa. Ra luôn. Rồi thoải mái nhưng mà. Ôi cha, một pha. Ôi Nhân. Wow. May quá. Bóng lại ra ngoài. Sao vậy? Không thay nổi, thay không được mà. Tội nghiệp cho anh đặc minh của chúng ta. Không vô được nữa. Cố lên đặt mình. Nhưng mà hạn chế thay không? Nhân có hạn chế thay người không? Có à? Ồ. Bảy người, mình có bao nhiêu người đây mà thay cho bảy người đây? Xuất phạt. Bóng câu lên. Ai có tổ ơi? Không! Đó là những pha độc diễn quen thuộc. Nào, im cho tôi làm việc.
Hay lắm. Cũng có tiếp tục làm. Luôn. Ôi. Bây giờ là gia tăng sức ép. Các hậu vệ chúng ta là phải chống chọi cái lũ quyết liệt. Nguy hiểm. Điều. Không được ra ngoài. Mà như ngay đâu.